hỏi là lúc đó có cái que lúc nào cũng được có em chạy cho bọn. Cô ơi, giới thiệu về nồi đi xem nào. Xin giới thiệu với quý khách, đây là sản phẩm nồi cháo. Nồi cháo này hiện giờ ở Việt Nam nó có thể nói là tốc độ đun nhanh nhất, độ sôi đều nhất. Đấy, cứ quay thẳng trực tiếp vào mặt độ sôi này cho khách hàng xem. Độ sôi hoàn hảo, nó sôi đều như thế này. Sôi tất cả các góc này. Tất cả các góc sôi đều này dẫn đến cái nồi cháo mới được nhanh, nhanh chín, nhanh dừ. Thời gian thì tiết kiệm, mà nồi cháo thì là đun theo hệ tự động, mình không phải trông. Con núm điều chỉnh nhiệt. Con núm này mình đặt chế độ đã đun tự động, một tiếng là được nồi cháo rồi. Điện càng khỏe thì đun càng nhanh. Này, nồi thì nó cao, có các loại nồi to nhỏ khác nhau tùy theo cửa hàng mức độ, coi như là bán nhiều bán ít thì là mua cái song nó to hay nhỏ. Bố ơi, sản phẩm này giờ như là số 1 Việt Nam bố nhỉ? Sản phẩm này hiện giờ là duy nhất của cơ sở này sản xuất. Còn các loại nồi trên thị trường hiện giờ là đang đun theo hệ là đun theo nồi kết thủy. Mà đun nồi kết thủy, nồi cháo này đun phải 3 tiếng mới được nồi cháo. Đấy, vậy 3 tiếng thì hết bao nhiêu điện? Đây thì lại chỉ có đun có 1 tiếng thôi, mà đun thì nó lại vừa đun vừa vừa nghỉ để đặt chế độ tự động. Nồi cháo vừa đun vừa nghỉ nên điện hết không bao nhiêu cả, một nồi cháo là hết cứ mấy nghìn tiền điện thôi. Nồi cháo này là mình cho một ít gạo nó loãng, có thêm thoải mái. Khách hàng nào mà bán cháo mà mua được nồi này là liền hạnh phúc rồi, thu nhập tự khắc là sẽ tăng rồi, thuận tiện, không phải suốt ngày ủ than cái thứ nữa độc hại. Than thiết nữa độc hại. Buôn thịt điện cái này nó cũng có đắt đâu, một lồi này mà hết cơ hết mấy nghìn tiền điện thì mà nhà. Con từng tham khảo trên thị trường cũng nhiều nồi nồi cháo rồi, con chưa thấy nồi nồi cháo nào tân tiến như nồi trần nồi cháo của xưởng mình cả. Thị trường hiện giờ mới đang đun là các xưởng khác đang làm là theo cái hệ là nồi kết thủy, nước đun nước thôi, nên là không có cái độ sôi như thế này. Đấy, cái ý phải đòi hỏi cái thời gian đun rất là lâu. Đun kết thủy thì nó phải có thời gian 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi được nồi cháo. Với tính chi phí kinh tế thì 3 tiếng rưỡi thì hết bao nhiêu tiền điện, mà phải đun liên tục, phải đun liên tục, sôi liên tục thì cái độ cách thủy nó mới có. Còn cái nồi đun kiểu này á là sôi đều quá bố ạ, quá đều, thế nó sẽ được tính là cái nồi cháo nó ưu việt nhất thị trường. Cầm lấy quay chưa có chưa
Này thì bán được các loại cháo, cháo gà, cháo lòng, ủa, cháo vịt thì tuyệt vời rồi. Cháo vịt thì nói Vân Đình đúng không? Vịt chỉ có bên đường thôi. Cháo vịt Vân Đình, có nồi này vừa luộc vịt vừa nấu cháo, tuyệt vời. Điện này tự ngắt đấy, điện này ngắt nhưng mà nồi nó vẫn sôi. Điện tắt rồi nồi vẫn sôi. Lúc nào bắt đầu nó sôi nhỏ nhỏ thì điện nó lại tự đóng. Quá đều, chỗ nào có độ sôi dẫn đến cái nhiệt nó phân bổ đều, nhiệt phân bổ đều dẫn đến cái cháo nó chín nhanh, nó ngon. Thời gian nó sẽ được linh, nồi cháo thời gian sẽ ngắn đi. Đây, gạo nở rất đều. Linh như cái khác thì nó chỉ linh được một chỗ nào đấy trong một cái xoong, nó chỉ cái lửa nó nhỏ một chỗ đấy. Thế mình xin được tất, không cần phải máy quay máy nghiền gì cả. Này mà cháo dinh dưỡng thì đun thì là nhanh nhất rồi.